Đoàn khách Ấn Độ 4.000 người dự tính sẽ chi bao nhiêu tiền cho vé tham quan? Đoàn 4.500 du khách Ấn Độ sẽ chia thành các nhóm nhỏ đến Việt Nam trong khoảng thời gian từ ngày 27 tháng 8 đến 7 tháng 9 năm 2024. Theo kế hoạch, đoàn sẽ ở Hà Nội tới thăm Lăng Bác cùng nhiều di tích nổi tiếng như Hỏa Lò, Văn Miếu, Quốc Tử Giám. Sau đó, đoàn khách tới Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh và khu danh thắng Tràng An, Ninh Bình. Đối với Lăng Bác, với du khách nước ngoài có giá vé 25.000 đồng, tính giá vé cho 4.500 người, số tiền vé là 112.500.000 đồng. Với địa điểm Văn Miếu Quốc Tử Giám, có giá vé là 70.000 đồng, ước tính 4.500 người, tổng tiền vé hết khoảng 315 triệu đồng. Với địa điểm là nhà tù Hỏa Lò, giá vé 50.000 một người, ước tính 4.500 du khách Ấn Độ sẽ hết 225 triệu đồng. Đoàn du khách dự kiến có lịch trình tham quan tại Vịnh Hạ Long, Quảng Ninh. Giá vé tham quan Vịnh Hạ Long dao động từ 260.000 đến 310.000 đồng một người. Như vậy, để tham quan trọn vẹn Vịnh Hạ Long, số tiền vé cho 4.500 khách sẽ là 1 tỷ 395 triệu đồng. Còn đối với địa điểm khu danh thắng Tràng An, Ninh Bình, có giá vé 250.000 đồng một người với 4.500 khách, ước tính hết khoảng 1 tỷ 125 triệu đồng. Như vậy, ước tính số tiền vé tham quan cho đoàn khách 4.500 du khách Ấn Độ theo lịch trình sẽ là khoảng 6 tỷ 727 triệu 500.000 đồng.